Hello, xin chào cả mọi người nhá. Lại là mình Trung của Apple TV đây. Thì hôm nay mưa lạnh quá anh em ạ. Mình lại vừa về được một cái hàng là 11 này, với lại 14 Pro, 14 Pro Max anh em ơi. 14 Pro này anh em. Màu tím này, à màu xanh nhá. Mình nhầm, màu xanh này. Nhưng con này rẻ lắm, tí tí nữa mình lên cho anh em. Hôm nay chủ yếu là mình có 11 này, 7B với 14 Pro thôi. Tại những cái kèo có thì nó còn ít thôi, mình lên nốt. Thì hôm sau về hàng mới thì mình lại lên cho anh em nhá. Hôm nay đầu tiên đây mình lên luôn con hàng khê này. Con này là con hàng khê đầu tiên này anh em ơi. iPad 4 anh em ơi. Đẹp vãi nha. iPad 4. Màu trắng, full chức năng nhá. Máy quốc tế. Đấy. Anh em mua về lắp SIM này. À quên, bản wifi không lắp được SIM anh em nhá. Anh em nói chung là iPad ấy thì nó không quan trọng SIM wifi đâu anh em ạ. Thì cũng chẳng nghe gọi được, cũng chỉ để dùng xem phim hay lướt TikTok thôi. Đây, con này còn là con iPad 4. 16GB bản wifi màu trắng. Kính trắng đẹp không tì vết luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 1,3 triệu nhé. 1,3 triệu chắc rẻ hơn con cả con 6G cho anh em rồi. Thì anh em đây con này dùng anh em dùng cả ngày không hết pin luôn. Full chức năng mà anh em. Máy quốc tế nhá, không có iCloud gì đâu. Anh em giờ về đăng nhập iCloud là ok này. Bỏ qua con iPad này, tại con này to quá, thực sự là rất chi là nhiều anh em hỏi nhưng mà cứ đến cọc lại không thấy đâu. Đấy, cho nên mình hôm nay mình đẩy phải đẩy bằng được con này đi. Bán nó đi cho nó đỡ chật túi anh em ạ. Nó to quá, tốn diện tích. Bỏ qua luôn này. Tiếp theo này, mình lên cho anh em một con iPhone 7G nhá. Con này thì máy quốc tế này, zin đét luôn. Đấy, 7G 32GB đấy anh em nhìn này. 1% pin nhá. Pin zin nhá, sử dụng bình thường, không lo sập đâu. Con này 32GB thôi. Pin thì ui giời, báo chi rồi. Pin 75. Mình để cho anh em với giá là 1,8 triệu nhá. 7G 32GB full chức năng 1,8 triệu. Thế thì anh em mua 6S làm gì nữa đúng không? Nói chung là rẻ hơn cả 6S rồi. 7G 32GB 1,8 triệu này. Anh em nào đấy, đây, thay pin thì thêm cho mình 100 nhá. Còn không thì cứ để nguyên mà dùng anh em ạ. Để nguyên mà dùng 1,8 triệu này. Tiếp theo này, 11 Pro này anh em ơi. iPhone 11 Pro. Đấy, con này là màu vàng nhá. Con này máy quốc tế này, 256GB này. Con này zin đét luôn. Con này bao nguyên zin, màn zin, pin zin. Vỏ zin, zin từ pin tới màn. Thì con này mình để cho anh em với giá con này 256GB nhá. Đây, hình thức đây. Hình thức như thế này, mình để cho anh em với giá là 9,900,000 nhá. Pin 8X anh em ạ. Pin tầm 86-88 ấy. Có hai con thì một con 86, con 88. Con này pin 86, pin zin theo máy luôn. Nói chung là tầm pin zin của 11 Pro này thì cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Anh em yên tâm đi, không phải thay thùng gì đâu. Đấy, 80 vẫn dùng bình thường anh em nhá. Bỏ qua này. Tiếp theo mình lên luôn cho anh em một con 11 Pro màu xanh nhá. Con này cũng máy quốc tế zin đét luôn. Bản thì bản Nhật, cũng 256GB. Máy quốc tế zin đét. Đây, mình cho anh em xem đây. 256GB máy mới Zia này. Đây, anh em nhìn này, vỏ này. Đẹp keng luôn. Con này màu xanh nha anh em. Con này màu xanh nhá. Đây, lưng này. Mình bao là vỏ zin, men zin, màn zin, zin hết nhá. Bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em. Con này pin zin còn 88 luôn. Còn cao hơn cả con vàng. Đấy, con này mình cũng để cho anh em giá là 9,900,000 luôn. Đấy, màn không phản quang ám ố này. Nói chung là màn zin thì nói chung là anh em yên tâm đi. Cũng 9,900,000 nhá. Tiếp theo này, mình lên cho anh em một con iPhone X này. X bây giờ hiện tại thực sự là mình bán quá rẻ rồi. Rẻ ngang với lại 78 phần lớp. Còn rẻ hơn 80 lớp cho anh em rồi. Đây, X64GB màu đen. Máy quốc tế zin đét luôn. Màu đen bóng nhá. Đây, anh em nhìn thấy độ bóng là biết nó nét thế nào ấy. Đây, làm gì có phấy phiếc gì đâu. Máy ok, zin đét luôn. Con này mình để cho anh em với giá là 4,500,000 nhá. Đây, 4,500,000. Ok chưa? Màu đen này, full chức năng, máy quốc tế. Bỏ qua này. Tiếp theo là mình lên cho mọi người đây, con 8G nhỏ này. Mình lên luôn còn một con 8G nhỏ màu gold nhá. Con này thì là mình còn một con gold và một con đen. Nhưng con đen hiện tại là mình nó đang hết pin rồi. Thì thôi mình lên cho anh em con gold thôi. Còn anh em nào thích đen thì mình có cả đen nhá. Đen 2,8 triệu, máy quốc tế 64GB, full chức năng, zin đét luôn. Còn đây là một con iPhone 8G màu gold. Đấy, nhỏ gọn chỉ như con 6S thôi, 6G thôi. Nhưng mà hiệu năng thì lại khỏe như là 8 phần lớt luôn. Đấy, con này thì 64GB này. Vân tay đầy đủ này anh em. Đấy, vân tay đầy đủ nhá. Con này mình xem pin còn bao nhiêu. Chắc pin zin chỉ tầm 8X thôi. Đây mình xem nào. Ôi, bảo trì luôn anh em ạ. Bảo trì thì mình để cho anh em với giá là 3 triệu đồng nhá. 3 triệu iPhone 8G màu gold, 64GB. Đấy, vân tay vân chân đầy đủ này. Mình xem chu tôn này. Nói chung là màn zin thì chu tôn chu nhất đầy đủ luôn anh em ạ. Đấy, ok chưa? Tiếp theo này, bỏ qua iPhone 8G đi. Tiếp theo là mình lên cho anh em máy độ đi nhỉ. Máy độ hay là máy cỏ nhỉ? Thôi mình lên cho anh em máy độ đi, máy độ chất đi. Đây, trước mặt mọi người đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 con máy độ iPhone XR độ 14. Gọi là màu, gọi là
Đây, lại còn màn phẳng nữa anh em ơi. XR độ 14 bờ đô nhưng lại còn màn phẳng. Con này hết pin nhá. Hết pin mình bỏ qua con này này. Mình xem con nào còn pin thì mình lên. Tại thực sự là đấy, mình về được ít thì mình cứ túm lộm xộm lên thôi. Con này pin 100 luôn anh em ơi. Con này pin 100 nhá. Pin 100 này, máy quốc tế này, zin đét luôn XR này. Đây mình chưa cài sang tiếng Việt này. Đây, 64GB full chức năng. Đấy, đèn flash còn đúng, anh em cứ phải loa flash đúng không? Con này nó nhìn nó đẹp, đẹp độ 14 này, công nhận nó đẹp thật. Đây, đèn đây anh em. Đèn sáng trưng luôn. Đây mình quay gần chi tiết cho anh em này. Anh em có thấy giống 14 Pro không? Lại còn màu tím nữa chứ. Quá đẹp luôn. Con màu tím này ui rồi anh em ơi. Đây, cái này nha, mình không phải là xước đâu. Đây là cái mình bóc cái tem ra nhá. Mình bóc cái tem ra thôi chứ không phải là xước sát gì đâu. Hình thức thì đẹp như thế này. Nói chung là sao đột nhiên nó mở thế? À đây, mất nét anh ạ. Đây. Màu nét đẹp như thế này. Đây hai con này anh em ơi. Con này thì pin 100 nhá. Pin 100 thì mình để cho anh em với giá là 6.500.000 đồng nhá. 6.500.000 đồng iPhone XR độ 14 nhá. 14 Pro nhá. Anh em xem này. Nói chung là cái vỏ độ này nó mới ra nhưng thực sự là nó rất chi là đắt và hiếm luôn. Tại vì mỗi một cái vỏ này nó chênh nhau với những cái vỏ kia tầm 500.000 anh em ạ. Nó chênh nhau tầm 500.000 khi giá nhập vào rồi. Đấy, tại vì nó cái màu đẹp mà nó màu khít này. Mà đây là mình độ màn phẳng nha anh em. Màn phẳng chứ không phải màn lồi nhá. Nhìn giống y đúc luôn. Đây, mình quay gần cho anh em đây. Anh em có thấy lồi không? Không lồi thì là luôn. Đây màn không xước sát gì. Đấy, 6.500.000 này. Tiếp theo này, cũng là iPhone XR độ 13 Pro. Con này có màu xanh này nhá. Màu xanh này thì để cho anh em với giá là 6.3 thôi. 6.3 thôi nhá. Con này màu xanh thì để cho anh em với giá 6.3 thôi. Còn màu tím này đây, màu tím với màu xanh này. Đây con này cũng màu tím này. Con này màu tím thì mình xem pin còn bao nhiêu nhá. Pin 91. Pin 91 thì mình để cho anh em giá là 6.4 đi. Đấy, 6.3, 6.4, 6.5. Anh em nào thích con nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình nhá. Tại iPhone XR này thực sự với anh em luôn, pin 8X nó siêu trâu luôn, siêu khỏe luôn. Anh em này cày game này, xem phim này dùng thoải mái cả một ngày, mình nghĩ sẽ không bao giờ hết được trừ khi anh em chơi game thôi. Đấy, tại vì XR pin nó vẫn gọi là trâu bò nhất trong cái khoảng giá tầm hơn 5 củ mà. Còn đây là vỏ độ lên rồi thì nó mới đắt đến tầm hơn 6 triệu thôi. Nhưng mà mình đảm bảo với chỗ anh em rằng là chỗ anh em không ở đâu mua giá dưới 7 triệu. Mình hứa với mọi người là như thế luôn. Tại vì cái vỏ này tự về mình độ đã, thứ nhất là không mất công, thứ hai là vỏ mình nhập theo số lượng anh em ạ, nhưng nó sẽ rẻ hơn những chỗ khác tầm vài trăm nghìn một bộ rồi. Đây, bỏ qua nhé, bỏ qua XR độ 14 Pro này. Anh em nào thích thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Mình còn 4 con, còn đúng 4 con, 2 xanh và 2 tím nhé. Đấy, xanh cũng đẹp mà tím cũng đẹp, toàn hàng tuyển thôi, hàng đẹp thôi anh em ơi. Đây, tiếp theo là một con iPhone 11 này. Con này thì 128GB, máy thì máy màu tím, hình thức thì đây, hình thức mình quay cho anh em đây. Đấy. À đây, 128GB này. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7.700.000 đi. 7.700.000 nhá. iPhone 11 màu tím, 128GB. Đây hình thức đây. True tone đầy đủ này, full face ID này. Mình cam kết là main zin, màn zin và pin zin luôn. Đây, mình quay gần cho anh em này. Nó đầy lỗ loa này, lỗ sạc này vẫn còn trắng tinh luôn, viền vẫn đẹp nhá. Tiếp theo này bỏ qua này. Lại đến máy cỏ đi anh em ơi. Dùng đời cao rồi thì mình lại đến máy cỏ đi. Một con iPhone 6S, mình còn duy nhất đúng một con luôn. Một con iPhone 6S 16GB, máy quốc tế zin đét luôn. Mình bao zin full từ pin tới màn tới vỏ. Nhưng mà vỏ nó thật với anh em là 6S đời nó cũng sâu rồi. Vỏ thì nó cũng không được đẹp nữa đâu. Anh em đừng nói thật với anh em là anh em đi mua hàng ấy thì anh em chỉ cần quan tâm là main zin và màn zin thôi. Pin và vỏ thì nó theo thời gian có thể phẩy. Còn pin thì mình sử dụng lâu, hết pin hoặc là chai pin mình có thể thay pin. Đấy. Con này thì mình xem pin bao nhiêu này. Pin chắc cũng không còn cao đâu anh em ạ. Pin zin mà 71. Đây, 71 nhưng còn có 1% nó vẫn sử dụng bình thường nhá. Vài 1% nó vẫn sử dụng bình thường. Đây mình vào pin cho anh em. Phần trăm pin hiện lên xem mấy phần trăm nào. 10% anh ạ. 10% nhá. Con này thì mình đây, hình thức đây. Con này mình để cho anh em giá là 1.400.000 nhá. iPhone 6S màu trắng nhá. Đây mình thích thì mình lau cho anh em đây, nó sạch như này. Cái này cái keo thôi anh em ạ. 1.400.000 iPhone 6S màu trắng, máy quốc tế 16GB nhá. Ui, hôm nay mình nói hơi dài anh em ạ. Tại vì nó còn nhiều máy quá. Đây tiếp theo này. Mình lên cho anh em một con iPhone 7G 128GB, pin 100, máy quốc tế, mình báo luôn tình trạng này, con này màn lô nhá. Nhưng mình nói thật với anh em là màn lô và màn zin của những cái đời thấp thì nó không quan trọng đâu anh em ơi. Đây, mình sẽ so hai con cho anh em này. Mà con này là màn lô, con này màn zin này. Đây, mình lên hai con cho anh em nhá. Nó chỉ một con màu sáng hơn và một con màu tối hơn một chút thôi. Đây anh em nhìn, mình quay gần cho anh em này. Đây, thấy chưa? Một con màu ám vàng là con này màn zin và con này là màn lô.
đấy, nó tiếng Trung hiển thị nó vẫn bình thường thôi, nó không có gì như là đời cao cả anh em ạ, nó là đời thấp mà. Thì con này mình để cho anh em giá là 1 triệu bao nhiêu được nhỉ, 1.700.000 nhé, 1.700.000 iPhone 7G 128GB, pin 100, máy quốc tế full chức năng đấy, pin pin 100 nhá, pin mới thay 100 rồi, còn màn thì màn lô nha anh em. Tiếp theo này, một con iPhone 7G, một con này 32GB đi, máy quốc tế màu trắng đẹp, nói chung là được tầm 9899 đấy anh em ơi. Đây mình quay cho anh 32GB máy mới Gia này, hình thức đẹp như thế này, màu trắng đẹp như thế này đấy, pin zin 87 luôn. Con này thì mình để cho anh em với giá là 2.100.000 nhá. Con này thì zin full rồi anh em ạ, vỏ lại đẹp lại còn màu trắng nữa, nói chung con này thì không chê được đâu rồi. Anh em nào thích con này thì mình để cho anh em giá là 2.100.000 nhá. Đấy, kèm cho anh em sạc ốp cường lực. Đấy, anh em ok chưa? Nói chung là những anh em mua trên kênh của mình ấy, mình sẽ tặng đủ phụ kiện, trừ khi có những mã nào ấy mà nó hết rồi thì mà mình lỡ chốt trên báo video ấy mà không có, ví dụ không có cái ốp thôi, mình chủ yếu là chỉ sót ốp thôi. Thì anh em thông cảm mình nhá. Còn không thì cứ nhận hàng thì sau gửi lại cho mình tài khoản, mình gửi mọi người tiền ốp. Đây, tiếp theo này, một con iPhone X trắng này, 64 con này XS nha anh em. XS 64GB full chức năng. Con này để cho anh em giá là 5 triệu. Đấy, XS full chức năng giá 5 triệu đồng. Máy zin keng luôn. Đấy, đẹp zin nét, zin full luôn. Pin thì pin mình hết pin thì mình không rõ đâu. Thì có gì anh em nào kết thì nhắn tin mình nhá. Đây, một con iPhone XS Max màu gold, máy quốc tế zin nét, pin 87, pin zin theo máy. Đây vỏ đây anh em ơi, vỏ như thế này thì anh em ơi, gần như là không có vết xước. Bạn này đây, con này thì mình để cho anh em giá là 7.300.000 đi. Mà thật rồi, mình để cho anh em giá là 7.250.000 đi. Đấy, chưa đến 7.3 đâu. Pin 87 XS Max màu gold. Nói chung XS Max và 11 tầm giá nó cũng tương đương nhau anh em ạ. Thì anh em nào thích XS Max thì nhà thì lấy XS Max, mà thích 11 thì lấy 11 nha anh em. Đây, tiếp theo, một con iPhone 7G. Con này màu đen thôi anh em ơi. Máy màu đen gọi là máy, thì con này đẹp. Đen đẹp như thế này. Đây, mình không phải đây anh em, mình sẽ quay gần cho anh em này. Nét chưa? Đủ nét cho anh em ơi. Đấy, nó bị một chút ở trên đầu nhưng mà không vấn đề gì nhá. Còn đầu lưng đẹp này, viền xung quanh đẹp này. Đấy, con này máy quốc tế 32GB. Con này đây cũng 32GB này. Con này là màn gì đây? Hình như con này cũng là màn lô anh em ạ. Con này cũng là màn lô đấy. Mình nhìn nó hơi sáng nhá. Thực sự đây anh em ơi, mình không nói chứ chắc nhiều anh em không biết đâu, nhưng mình báo luôn tình trạng, báo chuẩn tình trạng cho anh em luôn. Anh em ok thì mua, không ok thì hẹn anh em kèo sau. Đấy, thế cho anh em mình cho rẻ nhá. Con này cũng màn lô. Đấy, con này mình để cho anh em giá 1.500.000 thôi. 1.500.000 nhá. Pin 87 luôn, 1.500.000. Ui, có rẻ quá không em ơi. 1.500.000 iPhone 7G màn lô. Một con duy nhất nhá. Tiếp theo này, trên đây là mình về được một ít là 7 Plus và 11 này anh em ơi. Mình lọc tạm một số con ra đây thôi. Đây, 7 Plus đây anh em ơi. Máy quốc tế đây, pin 100. Con này pin thì pin 100 bản 32GB. Đấy, full chức năng nha anh em. Máy LLA, máy Mỹ nhá. 7 Plus này là máy Mỹ, 7 Plus và 11 hôm nay mình nhập là toàn máy Mỹ thôi. Pin 100, máy quốc tế mình đã test rất chi là kỹ rồi. Đấy, những con mình đã lên là mình test rất chi là kỹ rồi anh em ạ. Màu đen 3.100.000 cho anh em nhá. 3.100.000 nhá. iPhone 7 Plus màu đen 32GB, máy quốc tế. Bỏ qua này, con này cũng như vậy luôn anh em ạ. Cũng y hệt luôn, cũng pin 100 này. Đấy, con này cũng pin 100 này nhá. 3.100.000 nhá. Hai con này, bỏ qua này. Tiếp theo là một con iPhone cũng 7 Plus này, nhưng con này màu vàng, à màu hồng anh em, quên lại màu vàng. Đấy, đây. Con này màu hồng. Cũng 32GB, máy quốc tế full zin chức năng nhá. Con này pin thì pin thay luôn. Còn bao pin zin, màn zin, pin pin thì pin thay nha anh em. 32 này, pin 100 nhá. Đây, vỏ đây. Hình thức đẹp được tầm 9899 anh em ạ. Con này thì mình để cho anh em giá là 3.2 đi nhá. 3.2 này, 3.1 này. Đấy, anh em ok chưa? Tiếp theo này, một con iPhone 11 này. Anh em ơi, 11 hôm nay mình về được toàn 64 thôi, rất chi là nhiều. Đấy, màu đen này, máy quốc tế nhá, zin full luôn, pin xem nào. Pin 81, con này pin này thấp thế, sao báo 85 mà. À, con này máy tính là mình cắm máy tính là 85 nhá, nhưng mà ở đây nó báo 81. Đấy, nhưng mà thực chất pin nó là 85, cắm lên máy tính mới là chuẩn anh em ạ. Pin ở trong máy chưa chắc đã chuẩn đâu. Đấy, mình cắm máy tính là lên 85, không phải kích pin anh em, không phải kích pin, tại vì nó báo 85 bên trên máy tính mà. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7 triệu mấy được nhỉ? 7.2 đi. 7.2 nhá, pin 85. Đấy, ok chưa? 11 này, bỏ qua này. Tiếp theo là một con iPhone 11 màu đỏ, máy quốc tế cũng zin nét luôn. Con này thì pin thì như là pin thay rồi, tại mình đây, pin 100 anh em ạ. Pin 100, máy quốc tế
full chức năng. Đấy, 64GB cũng là máy mới LLA này. Đấy, con này pin thì pin 100 rồi. Pin thay rồi, hình thức đây anh em ơi. Hình thức mình quay cho anh em đây. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7 triệu bao nhiêu được nhỉ? 7 triệu 500 nghìn đi. 7 triệu 500 nghìn iPhone 11. 64GB, pin 100, màu đỏ. Đấy, 7 triệu 5 này. Bỏ qua này. Một thôi không, con này để cho anh em là 7 triệu 450 nghìn đi. Tiếp theo này, một con iPhone 11 màu trắng này, máy quốc tế này, zin đét luôn, pin 8x. Mình xem bao nhiêu, cũng con này cũng là máy mới LLA nhé. Chạy lô này cùng về nên anh em yên tâm đi. Pin 85. Đấy, pin 85 nhưng không biết cắm máy tính là lên bao nhiêu. Tại vì pin cắm máy tính nó thường sẽ chênh lên 1-2% pin. Đấy, con này cũng có con nó thấp hơn. Con này cũng men zin, màn zin này, pin zin này. Con này chu tôn đầy đủ này. Hình thức thì đẹp như thế này anh em ơi. Con này cũng để cho anh em giá là 7 triệu 500 nghìn đồng nhá. Cũng 7 triệu 500 nghìn đồng này. Tiếp theo này, 11 màu đen này. Ôi sao con này lại tối thế này. Đây, mật khẩu đây anh em ơi. Toàn không thôi. Mình cho không cho nhớ. Con này cũng zin đét luôn. Máy quốc tế full zin chức năng. Con này pin 86. Con này thì để cho anh em với giá là 7 triệu 300 nghìn đồng nhá. 7 triệu 300 nghìn đồng iPhone 11 màu đen. Tiếp theo này, màu vàng này. Màu vàng thì hết pin rồi anh em ạ. Con này cũng full chức năng, máy quốc tế zin đét luôn. Con màu vàng đẹp như thế này. Cứ như mà pin zin hình như là còn dưới 80 thì phải anh em ạ. Con này thì mình để cho anh em với giá là 7 triệu thôi. Đấy, thì thôi, hôm nay mình lên cho anh em một số kèo như này nhá. Video nó cũng dài rồi anh em ạ. Thì hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhá. Đây, hàng đây mình còn vẫn còn một đống đây, mình chưa quay hết này. Thì thôi, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình nhá. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhá. Thì tí mình sẽ để số điện thoại của mình ở trên phần màn hình. Thì mọi người cần mình tư vấn này về điện thoại hay là bất kỳ những vấn đề gì liên quan đến điện thoại thì nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo là 033 760 6917 nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau nhá.